Nếu bạn muốn ghi một video trên kênh TikTok hoặc là 6 ghi một video mà chưa biết làm như thế nào thì video này các bạn có thể tham khảo để làm theo ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào kênh TikTok nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn vào chỗ hồ sơ nè. Rồi, ở đây các bạn muốn ghi video nào thì mình sẽ ấn vào video đó ha. Tiếp tục các bạn sẽ ấn vào chỗ ba chấm nè. Rồi các bạn chọn ghi. Đó, vậy là xong. Bây giờ mình quay trở ra ha. Đây, video đã được ghi nha các bạn. Còn để xóa ghim như thế nào? Các bạn lại tiếp tục ấn vào video đã ghim nè. Rồi các bạn ấn vào chỗ ba chấm ha. Rồi các bạn chọn bỏ ghim. Tiếp tục quay trở ra. Đó, vậy là xong ha. Chúc tất cả các bạn thành công. Phạm Tâm chia sẻ hết mình. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.